sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt mật mã. Thì mọi người chọn được cái mặt khóa mà mọi người muốn cài ở cái mặt ở đằng trước nè. Sau đó mọi người chọn tạo mật mã. Rồi, sau đó mọi người điều chỉnh nè, thì mọi người chọn cái mục tùy chỉnh nha. Sau đó mọi người chọn vĩnh viễn hoặc là cài theo thời gian. Thì nếu cài theo thời gian thì mã sẽ chỉ có hiệu lực trong cái khoảng thời gian mà mọi người đã cài thôi. Rồi sau khi mọi người chọn xong thì mọi người nhập cái tên lên. Rồi mọi người nhập cái mã mà mọi người muốn cài lên. Rồi sau đó bấm cài mật mã. Rồi sau mình sẽ thử lại nha.